chào các bạn. Hôm nay mình xin phép được tiếp tục với cả giải thích 2. Mình thì đang làm một cái đề giữa kỳ. Hôm trước thì mình làm đến câu 5 ý A rồi. Câu 5 là một câu tích phân kép. Ý A mình đã xử lý xong. Và bây giờ mình sẽ làm ý B. Đương nhiên rồi, ý B là một câu tích phân kép. Tích phân kép trên miền D. Sin căn của x bình cộng y bình dx dy với miền D là bằng x y thuộc R2 sao cho pi bình nhỏ bằng x bình cộng y bình nhỏ bằng 4 pi bình. X nhỏ bằng 0, y lớn bằng 0. Đó. Câu này đương nhiên là sẽ khác hơn so với câu A một chút rồi. Nhưng mà cái bước 1, bước đầu tiên ấy, vẫn là vẽ phác cái miền D ra. Miền D này ta thấy là pi bình nhỏ bằng x bình cộng y bình nhỏ bằng 4 pi bình. Ta thấy rõ ở đây chính là hai cái đường tròn lồng vào nhau. Với đường tròn thứ nhất bán kính là pi và đường tròn thứ hai bán kính là 2 pi. Mình sẽ vẽ đại khái thôi nhé. Đường tròn thứ nhất bán kính là pi. Đường tròn thứ hai bán kính là 2π. Rồi. X nhỏ bằng 0 tức là ở bên trái và y lớn bằng 0 tức là ở bên trên. Góc phần tư thứ hai đúng không? Chính là cái phần này. Mình sẽ tô đậm cái đường viền hơn một chút. Đó. Miền D chính là cái miền mà mình vừa mới tô đậm. Thì các bạn có thể thấy rằng là đây rõ ràng là miền D mà có dạng hình tròn. Tức là không phải toàn bộ hình tròn nhưng có một phần hình tròn. Và đối với những miền D có dạng như thế này thì ta sẽ áp dụng phương pháp là đổi biến tọa độ cực. Mà phần lý thuyết thì mình cũng đã làm một video lần trước để nói rồi. Và hôm nay mình sẽ tập trung vào là làm luôn thôi. Thì tiện thể đến câu này thì mình cũng muốn nhắc thêm một chút là trước ý, khi mà mình nói về cái phương pháp đổi biến tọa độ cực á, thì có một bạn đã từng comment và hỏi rằng đưa cho mình một cái đề với một cái miền D nào đó và hỏi mình rằng là thế làm thế nào để tìm R, làm thế nào để áp dụng phương pháp tọa độ cực ở đây. Thế thì sau khi mà vẽ cái miền D của bạn ấy ra á, thì mình nhận thấy rằng là miền D đấy nó hoàn toàn là không có dạng hình tròn. Nó chỉ là parabol rồi đường thẳng giao nhau thôi. Và phương pháp tọa độ cực thì chỉ có thể áp dụng được khi mà nó có dạng là cái đường tròn như này thôi. Đó, khi mà chúng ta quan tâm đến phi và R. Đó. Trong khi nếu như mà chỉ đơn thuần là những cái miền thông thường đó, thì không nhất thiết phải áp dụng phương pháp này. Đó, thế nên là không phải là chúng ta cứ áp dụng bừa bất cứ phương pháp nào cũng đều có thể giải được, mà cần phải tùy vào cái miền D. Chính vì vậy, cái bước 1 luôn luôn là vẽ phác cái miền D ra. Tất nhiên nếu bạn nào mà làm nhiều có kinh nghiệm và nhìn ngay thấy từ cái miền D này, nhìn thấy đây nó là dạng của hình tròn rồi, đường tròn rồi thì có thể suy ra ngay được. Nhưng mà thôi thì vẽ thêm một chút cũng khoảng gì đúng không nhỉ? Với dạng là phương pháp đổi biến tọa độ cực thì cái việc đầu tiên mình sẽ đặt x là bằng R cos phi, y sẽ bằng là R sin phi. Rồi, sau khi đặt xong ta sẽ đổi cái thằng tích phân ban đầu, mình tạm gọi nó là y đi, về dạng là từ dx dy mình sẽ đổi biến thành là d phi và dr. Khi đổi thì mình phải biết cận đã, đúng không? Thì với cái bài này miền D ta thấy là gì? Miền D bây giờ, miền D xy bây giờ chuyển thành là miền D phi R.
Thì với cái miền DFR này ta thấy là gì? Góc phi quét từ góc pi trên 2 đến pi. Bán kính R là từ pi cho đến 2 pi. Đó. Vậy đây chính là cận mà chúng ta áp dụng ở trong tích phân lập khi mà chuyển từ từ tích phân ghép sang tích phân lập. À, chúng ta sẽ tính DR trước rồi mới tính d phi. D phi cận là từ pi trên 2 đến pi. Rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ đổi cái hàm ban đầu này thành phi và R. Thì x là R cos phi, thế nên x bình cộng y bình lúc này sẽ là R bình nhân với cả sin bình cộng cos bình chính là 1, tức là sin của căn R bình tức là sin của R. Đúng không? Đó. Sin R đương nhiên là phải nhân thêm với cả R d R. Đó. Thì đấy chính là cái cách biến đổi từ cái hàm từ từ cái tích phân kép ban đầu sang cái đổi biến sang là phi và R. Khi đổi biến sang phi R thì ngoài việc đổi cái hàm fxy sang R và phi ra thì ta dx dy lúc này sẽ chuyển thành là r d phi dr. Đó, đừng quên cái hệ số r nhé. R đây chính là cái định thức Jacobi đó. Thế thì bây giờ mình sẽ tính cái tích phân này. Tất nhiên là mình phải thêm cận vào đã. Cận ở đây là từ pi cho đến 2 pi. Rồi. Thì sin r nhân r dr thì rõ ràng đây là áp dụng cái gì nhỉ? Tích phân từng phần đúng không? Đó. Mình sẽ đặt u là bằng r dv là bằng sin r dr. Suy ra là du là bằng dr. V là bằng nguyên hàm của sin là trừ cos. Đó. Và mình sẽ tính cái thằng này chưa, đúng không? Được bao nhiêu thì mình nhét vào thằng bên này sau. Mình sẽ đặt cái thằng này là A đi. A sẽ bằng là UDV đúng không? Tích phân của UDV chính là UV R nhân với trừ cos R, trừ R cos R. Cận là từ pi đến 2 pi. UV trừ cho tích phân VDU trừ cos R đổi dấu ở đây. DU chính là DR. Chính là bằng trừ R cos R à trừ 2 pi cos 2 pi, mình sẽ thay vào luôn. Cộng với đổi dấu đúng không? Trừ thành cộng pi cos pi. Đó. Cộng với thằng này nguyên hàm của cos chính là sin sin r với cận là từ pi đến 2 pi. Chính là bằng cos 2 pi. 2 pi tức là 0 đấy, cos là bằng 1. Vậy đây là trừ 2 pi. Cos pi là trừ 1, vậy đây là trừ pi. Sin 2 pi là 0, sin pi cũng là không. Vậy thằng này không có ý nghĩa gì. Vậy kết quả của A chính là trừ 3 pi. Mình sẽ đẩy lên một chút, quên mất. Đó, vậy là mình đã xử lý xong thằng A chính là bằng trừ 3 pi. Mình sẽ nhét nó vào cái phần defi này. Vậy lúc này y sẽ bằng là tích phân từ pi trên 2 đến pi của trừ 3 pi d phi. Và mình hoàn toàn có thể ném 3 pi ra ngoài bởi vì nó là hằng số mà. Vậy về bản chất nó chỉ là gì thôi? Trừ 3 pi. Cái này là tích phân của 1 dr à d phi, tức là nó chỉ là phi thôi. Với cận là pi trên 2 đến pi. Tức nó là gì? Tức nó chính là pi trừ pi trên 2 đó.
pi trừ pi 2 chính là pi trên 2 đúng không? Trừ 3pi nhân với pi trên 2. Đúng chưa? Và chính là bằng là trừ 3pi bình trên 2. Vậy đây là cái kết quả cuối cùng của mình. À, mình không có đáp án chính xác, đáng tiếc là như vậy. Cho nên là mình sẽ để cho cái việc check đáp án lại cho các bạn. Các bạn có thể tự làm lại câu này và so sánh với đáp án của mình nhé. Hoặc nếu như có thấy sai sót trong tính toán của mình ở bất cứ cái bước nào thì hãy để lại dưới phần comment nhé, để mình sửa lại. Hy vọng là đã giúp đỡ được các bạn trong quá trình học tập, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.